Xin chào mọi người, mình là Thủy Màu Spa đây. Chị em chúng ta ai cũng muốn có một làn da trắng sáng, tươi hồng. Thì mọi người đã tìm các cái sản phẩm dưỡng da. Nhưng có bao giờ các bạn nhìn cái thành phần đó nó có cái gì không? Và ngày hôm nay Thủy Màu Spa sẽ chỉ cho bạn những cái thành phần mà giúp da trắng sáng mà không hề lột tẩy, có hại cho da nhé. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc da của Thủy Màu Spa. Bạn đã đăng ký kênh và like bài viết này chưa? Hãy like cho Thủy Mộc Spa nhé, để Thủy Mộc cảm nhận được là bạn cũng yêu Thủy Mộc giống như cái cách mà Thủy Mộc đang yêu bạn đây. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, Thủy Mộc sẽ bật mí cho các bạn 7 cái thành phần giúp da trắng sáng. Thành phần đầu tiên đó chính là acid azelaic. Đây là cái thành phần không thể thiếu được đối với những cái làn da bị sắc tố thâm sau mụn, vì azelaic nó có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả, nên nó sẽ ngăn chặn sự tăng sắc tố sau viêm, dẫn đến tình trạng thâm lâu sau mụn. Azelaic ức chế cái tyrosine, ngăn chặn cái oxy hóa ti thể và tổng hợp DNA, nên nó sẽ làm nên cái làn da được đổi mới, sáng và đều màu hơn, nhất là ở với những cái làn da có dầu. Thành phần thứ hai, arbutin. Chất này có thể được chiết xuất từ cây gấu ngựa, việt quất và nam việt quất và quả lê. Arbutin và hydroquinone đều thuộc nhóm pineal có tác dụng làm trắng da nhanh và mạnh, nhưng arbutin không gây tác dụng phụ dội ngược như là hydroquinone và ngừng sử dụng đột ngột. Chính vì thế mà nó được coi là cái chất làm trắng thay thế hoàn hảo cho hydroquinone. Các bạn hoàn toàn có thể dùng arbutin để làm sáng da an toàn trong cái thời gian dài mà không lo lắng là sau khi ngừng sử dụng thì da sẽ bị đen lại. Cái thành phần thứ ba đó chính là acid kojic. Acid kojic này làm sáng da của bạn bằng cách ức chế sản xuất melamin. Melamin là sắc tố tạo màu cho da, mắt và tóc của bạn. Cái sự sản sinh quá mức của melamin thì thường mang lại cho bạn những đốm đen và cái làn da không đều màu. Cơ thể bạn sản xuất melamin với sự trợ giúp của một acid amin gọi là tyrosine. Acid kojic sẽ ức chế chức năng của tyrosine, do đó ức chế sản xuất melamin. Acid kojic 2% an toàn để sử dụng làm sáng da hiệu quả. Cùng Thủy Mộc Spa đến với cái thành phần thứ tư, đó là thành phần vô cùng quen thuộc glutathione. Cùng với vitamin C thì glutathione đường bôi và uống là cái thành phần làm trắng sáng da hay được các bác sĩ da liễu khuyên dùng. Sở dĩ glutathione làm trắng da bền vững là bởi vì thông qua cơ chế giúp da tăng cường tạo ra sắc tố melamin sáng và ngăn chặn tạo ra sắc tố melamin đen. Bằng cách can thiệp vào quá trình chuyển hóa và ngăn ngừa hoạt động của enzyme tyrosine làm đảo ngược tiến trình tổng hợp sắc tố melamin sáng thay vì tổng hợp các sắc tố melamin tối. Từ đó cho ta kết quả là da sẽ dần sáng và đều màu hơn. Cái thành phần thứ 5 đó chính là dâu tằm. Lá của dâu tằm có chứa polyphenol có tính khử sắc tố. Lá dâu tằm cho thấy cái tác dụng ức chế enzyme tyrosine giúp nó trở thành chất làm sáng da tự nhiên. Thành phần thứ 6 đó chính là niacinamide. Niacinamide là một ứng cử viên đã được chứng minh là một chất làm sáng da vì nó có thể ức chế sự chuyển hóa melanosome tế bào hắc tố sang tế bào sừng. Và thành phần thứ 7 tất nhiên rồi đó chính là vitamin C. Việc làm sáng da không thể thiếu được vitamin C. Vitamin C có tác dụng làm nguyên liệu để khử cái nguyên liệu để tạo ra melamin, nên sẽ giúp làn da của bạn sáng hơn qua từng ngày sử dụng. Ngoài ra, vitamin C còn là thành phần chống gốc tự do và chống oxy hóa rất có hiệu quả. Nào, bạn đã lựa chọn thành phần nào để cho da của mình trắng sáng? Cùng chia sẻ với Thủy Mộc Spa nhé! Tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở video ngày mai!